Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống Ăn Vui. Quý vị và các bạn thân mến, cơm là món ăn không thể thiếu trong bất kỳ bữa ăn của gia đình Việt nào. Tuy nhiên, người ta chỉ biết cơm mang lại chất dinh dưỡng. Ít ai lại biết rằng, chính nước vo gạo mà chúng ta thường hay đổ đi cũng có tác dụng tuyệt vời trong việc chữa trị bệnh và làm đẹp. Vậy nên, nếu bạn muốn tìm một phương pháp tự nhiên, an toàn để cải thiện sắc đẹp, duy trì sắc xuân và tăng cường sức khỏe, thì bạn nên lưu ý mà giữ lại nước vo gạo nhé. Bạn sẽ tận dụng được khối tác dụng không ngờ mà nó mang lại cho cơ thể đấy. Và không để quý vị phải đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng đi khám phá những lợi ích tuyệt vời của nước vo gạo trong chương trình ngày hôm nay nhé. Thứ nhất, tác dụng của nước vo gạo trong việc chữa bệnh và tăng cường sức khỏe. 1. Nước vo gạo có lợi cho hệ tiêu hóa. Lớp phấn bên ngoài của hạt gạo có chứa rất nhiều dưỡng chất là vitamin. Chính những dưỡng chất này đã tạo nên giá trị cho nước vo gạo, từ đó giúp nước vo gạo phát huy được tác dụng trong làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Các nghiên cứu đã chứng minh được rằng, nước vo gạo khi đun sôi và uống sẽ giúp tái tạo được năng lượng cho cơ thể nhờ thành phần carbon hydrate có trong nước gạo rất dồi dào. Đồng thời, nước vo gạo còn có thể hỗ trợ điều trị bệnh mỡ máu cao, bệnh viêm loét dạ dày, giảm thân nhiệt cho cơ thể và có lợi cho tiêu hóa. 2. Chữa các bệnh về răng miệng. Bạn sẽ không tìm được một loại thuốc hay phương pháp nào đơn giản mà có thể chữa trị được các căn bệnh về răng miệng như dùng nước vo gạo. Sau mỗi lần vo gạo, bạn chỉ cần giữ lại một cốc nước, dùng nước này thay nước trắng để đánh răng. Đánh răng với nước vo gạo không chỉ giúp bạn loại bỏ các bệnh về răng miệng mà còn cho bạn một hàm răng trắng sáng và một hơi thở thơm tho đến khó tin. 3. Tốt cho người đang ốm. Trong gạo có chứa nhiều vitamin hòa tan trong nước, đây chính là những vitamin rất tốt cho cơ thể. Do vậy, nước vo gạo cũng đem lại lợi ích cho sức khỏe. Bỏ đi hai nước vo gạo đầu, sử dụng nước vo gạo thứ ba, cho vào nồi bắc lên bếp và nấu đến khi sôi và hơi đặc lại. Sau đó cho vào chén và sử dụng. Thứ nước này giàu vitamin, rất tốt cho trẻ em, người đang ốm hay sau khi bị bệnh có thể sử dụng thường xuyên. 4. Trị bệnh về da liễu. Theo một kết quả nghiên cứu của Đại học Brussels, thì những bệnh nhân mắc chứng viêm da thường xuyên bị nóng và mẩn đỏ đã có những tiến triển tích cực tới 20% sau khi được tắm bằng nước gạo 2 lần một ngày, mỗi lần kéo dài 20 phút. 5. Bổ sung nước cho cơ thể. Với điều kiện nhiệt độ nắng nóng mùa hè của nước ta, cơ thể cũng rất dễ bị mất nước và thoát hơi nước nhanh chóng. Chính vì vậy, nước gạo có thể giúp ích rất nhiều trong việc bổ sung lượng nước đã mất đó cho cơ thể, giúp cơ thể hồi phục lại sau khi phải chịu thời tiết nắng nóng kéo dài. 6. Cho bé ăn dặm. Khi bé được 6 tháng tuổi trở lên, các mẹ có thể sử dụng loại nước này để cho bé sử dụng. Loại nước này tuy không đắt tiền, nhưng công hiệu cũng chẳng hề thua kém bất cứ loại sữa nào. Tuy nhiên, các mẹ cũng nên lưu ý, khi vo gạo thì phải sử dụng nước sạch. Quy trình vo cũng phải đảm bảo vệ sinh an toàn để đề phòng vi khuẩn có thể xâm nhập vào bé. Nước gạo có chứa rất nhiều các loại khoáng chất protein. Hơn nữa, khi các bé bị tiêu chảy, loại nước này đúng là cứu cánh cho các mẹ đấy. Bé khi ấy khó có thể sử dụng các loại thuốc vì sẽ gây hại cho sức khỏe của bé. Nước gạo có thể giúp bé bổ sung một số chất bị mất khi bé tiêu chảy. Nước gạo còn chứa kali và natri, những khoáng chất vô cùng quan trọng cho bé. Tuy nhiên, khi thấy bé bị tiêu chảy lâu, bé sẽ bị mất nhiều nước, hãy lập tức đưa bé đến các cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ có phương án xử lý. Quý vị thân mến, Việt Nam nằm gần đường xích đạo nắng nóng, mưa nhiều nên đa phần nước da đều bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Đặc biệt là phái nữ, nước da trở nên đen sạm, thô ráp bởi tia cực tím, nắng và gió. Tuy nhiên, có một cách để giữ gìn làn da mịn màng, trắng trẻo mà lâu nay chúng ta vẫn truyền tay nhau: rửa mặt bằng nước vo gạo. Vậy cụ thể, tác dụng của nước vo gạo đối với làn da nói riêng cũng như là trong việc làm đẹp của con người như thế nào? Những thông tin sau đây chắc chắn rất là được nhiều các chị em quan tâm. Vì vậy, quý vị đừng bỏ lỡ nhé! 1. Tác dụng trị mụn, loại trừ vết thâm của nước vo gạo. Cho một lượng nước ngập mặt gạo, dùng tay đảo nhẹ rồi đổ đi để gạo được sạch. Sau đó bạn cho tiếp một lượng nước vừa đủ, khoảng một bát nước. Dùng tay vo kỹ rồi đổ nước vo gạo ra bát sạch, để nơi thoáng mát,
khoảng 4 đến 5 tiếng đồng hồ cho tinh bột gạo lắng xuống dưới. Đổ phần nước phía trên đi. Rửa mặt sạch và dùng lớp tinh bột gạo này massage nhẹ nhàng trên da mặt theo hướng vòng tròn đến hết. Để khô tự nhiên rồi dùng tay phủi nhẹ, sau đó rửa mặt sạch bằng nước ấm. Dùng khăn bông thấm khô, thực hiện đều đặn 2 lần một tuần sẽ có tác dụng làm sạch sâu da bên trong lỗ chân lông, giúp các vết thâm mờ dần và biến mất, đồng thời phát huy tác dụng trị mụn cực kỳ nhẹ nhàng mà hiệu quả. 2. Nước vo gạo phát huy tác dụng chống lão hóa trên da hữu hiệu. Sử dụng lớp tinh bột gạo sau khi đã lắng như ở trên, trộn với mật ong, nước ấm với tỷ lệ 1:1:2 và sử dụng để massage da nhẹ nhàng hàng ngày từ 10 đến 15 phút, có tác dụng giúp da căng mịn, giữ ẩm tối ưu, đồng thời chống lại sự hình thành nếp nhăn, các dấu hiệu lão hóa trên da một cách hiệu quả nhất. 3. Nước vo gạo giúp da sáng đẹp, hồng hào. Được sở hữu một làn da sáng đẹp, mịn màng, căng tràn sức sống là niềm ước mơ của hầu hết chị em phụ nữ. Sẽ có rất nhiều cách thức làm đẹp da khác nhau, nhưng với nước vo gạo, việc làm đẹp da trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Bạn chỉ cần sử dụng nước vo gạo để rửa mặt hàng ngày 2 lần sáng, tối. Khi rửa, có thể kết hợp massage, vỗ nhẹ lên mặt, thực hiện đều đặn mỗi ngày sẽ giúp bạn luôn tự tin với làn da sáng đẹp hơn, hồng hào hơn và căng tràn sức sống hơn. Bạn cũng có thể sử dụng nước vo gạo để tắm toàn thân cũng mang lại kết quả tương tự. Thật đơn giản và tiết kiệm phải không nào? 4. Tẩy trang an toàn với nước vo gạo. Nước vo gạo chính là sự lựa chọn tối ưu để bạn tẩy trang, làm sạch da mặt hiệu quả. Đồng thời, nó còn phát huy tác dụng giúp da bạn trắng đẹp, mịn màng hơn rất nhiều. Sử dụng nước vo gạo như nước tẩy trang thông thường, rồi rửa mặt sạch với nước ấm sẽ mang đến kết quả bất ngờ và vô cùng tiết kiệm. 5. Nước vo gạo có tác dụng làm trắng da hiệu quả. Để làm trắng da mặt từ nước vo gạo, bạn có thể sử dụng một trong hai cách đơn giản sau đây nhé. Cách 1. Sử dụng tinh bột gạo đã lắng kỹ ở trên, chắt hết nước, trộn thêm 1/2 thìa nước cốt chanh, 1 thìa nước ép dưa chuột, 1 thìa sữa tươi không đường, rồi đắp lên mặt thư giãn trong 30 phút. Sau đó rửa mặt sạch với nước ấm. Thực hiện 3 lần một tuần, làn da bạn sẽ trắng sáng lên mỗi ngày rõ rệt. Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể sử dụng nước vo gạo chưa lắng, trộn thêm 1 thìa nước cốt chanh và rửa mặt đều đặn mỗi ngày. Đây chính là hỗn hợp nước rửa mặt đơn giản nhất giúp da bạn trắng sáng hơn đấy nhé. 6. Nước vo gạo giúp se khít lỗ chân lông. Làn da có lỗ chân lông to sẽ mất thẩm mỹ và tạo điều kiện để vi khuẩn trú ngụ. Bạn có thể sử dụng nước vo gạo, cho vào từng khay làm đá nhỏ để đông kỹ, rồi dùng từng viên đá được làm từ nước vo gạo massage nhẹ nhàng vùng da có lỗ chân lông to đều đặn mỗi ngày, rồi rửa mặt sạch với nước ấm. Tác dụng của nước vo gạo và độ lạnh ấm tác động lên da mặt chính là tác nhân giúp se khít lỗ chân lông trên da của bạn rất hiệu quả. 7. Làm dịu da khi bị kích ứng. Nước vo gạo được biết đến với khả năng làm dịu làn da bị kích ứng. Nếu làn da của bạn dễ bị kích ứng và nổi mẩn đỏ, bạn có thể sử dụng nước vo gạo thoa lên khu vực bị ảnh hưởng để làm giảm kích ứng. Đây là một trong những lý do vì sao bạn nên bổ sung nước vo gạo trong chế độ chăm sóc da. 8. Điều trị làn da cháy nắng. Nhiều phụ nữ thích sử dụng nước vo gạo để chăm sóc da trong mùa hè do thành phần này có tác dụng cao trong việc điều trị làn da bị cháy nắng. Kết hợp nước vo gạo với các thành phần chống nắng tự nhiên khác sẽ giúp bạn điều trị làn da bị cháy nắng một cách hiệu quả nhất. Thứ 3. Những lưu ý khi dùng nước vo gạo. 1. Không dùng nước vo gạo qua đêm. Nước vo gạo nên được sử dụng trong ngày khi vitamin và dưỡng chất trong nước vo gạo chưa bị chuyển hóa thành các loại chất khác. Một số người có mẹo rửa mặt bằng nước vo gạo đã lên men chua, tuy nhiên đây là phương pháp chưa được kiểm chứng và khuyến khích sử dụng. Nếu muốn bảo quản, nên để trong ngăn mát tủ lạnh và không quá 24 giờ. 2. Gạo sạch.
Gạo có thể bị nhiễm thuốc trừ sâu và hóa chất trong quá trình trồng trọt hoặc các cửa hàng sử dụng chất bảo quản để giữ gạo được lâu hơn. Những chất này không tốt cho cơ thể và làn da, vì vậy hãy cố gắng tìm mua gạo sạch. 3. Đảm bảo vệ sinh quá trình lọc nước. Để nước vo gạo là dung dịch chăm sóc da mặt thực sự hiệu quả, ngoài việc chú ý đến việc gạo có lẫn hóa chất hay không, các bạn cũng cần đảm bảo rằng việc chắt lọc và sang chiết nước gạo phải thật vệ sinh. 4. Không dùng khi da đang bị tổn thương. Da bị tổn thương, dị ứng, rất dễ bị nhiễm trùng nếu dùng nước vo gạo. Hãy thay thế bằng các sản phẩm có tính rửa nhẹ. Sẽ có rất nhiều cách thức làm đẹp da khác nhau, nhưng 6 cách làm đẹp da từ nước vo gạo trên đây chính là biện pháp làm đẹp da hiệu quả nhất, đơn giản nhất, tiết kiệm nhất mà bạn có được. Sử dụng nước vo gạo để làm đẹp da đúng cách, đều đặn mỗi ngày sẽ mang đến cho bạn một làn da tươi tắn hơn, rạng rỡ hơn, mịn màng hơn, quyến rũ hơn một cách bất ngờ. Hãy thử áp dụng và kiểm chứng kết quả nhé! Chúc các bạn luôn tự tin với vẻ đẹp làn da của chính mình! Thứ tư, những mẹo vặt khác từ nước vo gạo. 1. Tác dụng của nước vo gạo trong việc làm trắng nấm. Nấm rơm, nấm kim châm, nấm sò. Trước khi chế biến, nếu được ngâm qua nước vo gạo khoảng 30 phút rồi mang rửa sạch, thì nấm sẽ trở nên trắng đẹp hơn, hấp dẫn hơn rất nhiều. Hãy thử xem nhé! Tác dụng của nước vo gạo hiệu quả trong làm nấm trắng đẹp đã được rất nhiều người biết đến và áp dụng đấy. 2. Nước vo gạo làm sáng bóng son nồi cũ. Hầu hết các loại son nồi sau khi qua sử dụng một thời gian sẽ bị xỉn màu, làm chúng trở nên xấu xí, cũ kỹ. Đừng vội bỏ đi bạn nhé! Hãy sử dụng nước vo gạo đậm đặc một chút, cho vào son nồi, đun sôi kỹ trên bếp khoảng 15 phút để nguội vừa, rồi dùng xà phòng rửa sạch lại như bình thường. Tác dụng của nước vo gạo đơn giản sẽ đánh bay những vết bẩn xỉn màu, những vết dầu mỡ bám lâu trên son nồi trong quá trình chế biến, nhờ đó chúng trở nên sáng đẹp hơn rất nhiều. 3. Tác dụng của nước vo gạo giúp khử mùi tanh của cá hiệu quả. Có vẻ nhiều loại cá dù rửa sạch nhiều lần với nước vẫn không giảm được mùi tanh đặc trưng. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến độ thơm ngon, hấp dẫn của các món ăn. Và chính tác dụng của nước vo gạo sẽ là trợ thủ đắc lực giúp bạn giải quyết hiệu quả vấn đề này. Bạn chỉ cần ngâm cá trong nước vo gạo khoảng 15 phút, sau đó vớt ra rửa lại với nước sạch, để ráo là có thể mang đi chế biến được rồi, và hoàn toàn yên tâm rằng mùi tanh trên cá đã được khử hoàn toàn nhé. 4. Làm sạch nhớt ốc và tác dụng của nước vo gạo. Ốc là món ăn được rất nhiều người yêu thích, tuy nhiên nếu không biết cách sơ chế, làm sạch thì ốc sẽ chứa rất nhiều chất nhớt, chất bẩn, khiến món ăn mất ngon và gây hại cho sức khỏe. Và cách hay nhất để làm sạch nhớt và chất bẩn trong ốc là ngâm chúng ngập trong nước vo gạo khoảng 2 tiếng đồng hồ. Sau đó bạn sẽ thấy toàn bộ chất nhớt, chất bẩn trong ốc sẽ ra hết, lắng xuống thành từng mảng. Bạn chỉ cần rửa lại ốc nhiều lần với nước sạch là có thể chế biến. Đây chính là tác dụng của nước vo gạo, rất hay mà không phải ai cũng biết cách áp dụng đâu nhé. 5. Nước vo gạo giúp khử bớt độc tố ở rau quả. Ngày nay, các loại rau quả hầu như đều được sử dụng hóa chất để đảm bảo độ tươi ngon cũng như thời gian bảo quản lâu hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người sử dụng thực phẩm và khiến chị em nội trợ lo lắng. Chính vì vậy, một trong những cách hay giúp bạn khử bớt độc tố ở rau quả là ngâm chúng trong nước gạo càng đậm đặc càng tốt khoảng 30 phút. Sau đó rửa sạch lại với nước lạnh sẽ khử được phần lớn độc tố hóa chất có trong rau quả. 6. Giải độc măng. Măng chứa hàm lượng cyanide cao, khoảng 230mg trên 1kg. Nên nếu hấp thu nhiều, dưới tác động của enzyme đường tiêu hóa, cyanide sẽ chuyển hóa thành axit cyanhydric gây độc. Để yên tâm sử dụng, các bà nội trợ nên luộc măng khoảng 2-3 lần, rồi tiếp tục ngâm nước vo gạo trong vòng 48 tiếng, khoảng 8-12 giờ thay nước vo gạo một lần. Quý vị và các bạn thân mến, nước vo gạo có nhiều tác dụng tốt như là làm đẹp da, phục hồi hư tổn cho tóc và giúp ích trong nội trợ cũng như là tẩy trắng đồ kim loại trong nhà. Nếu các bạn đang băn khoăn là nước vo gạo tốt như vậy thì nó có nhược điểm gì không? Thì thưa quý vị là có đấy ạ.
Trên thực tế, nước vo gạo không phải là sản phẩm chăm sóc da đặc chế nên nó cũng có một số khuyết điểm nếu không được sử dụng cẩn thận. Chúng ta khó có thể đảm bảo được trong quá trình trồng trọt và thu hoạch thì gạo có nhiễm thuốc trừ sâu và các chất hóa học khác hay không. Bên cạnh đó thì trong quá trình đóng gói và vận chuyển, gạo cũng sẽ có nhiều bụi bẩn và nấm mốc và điều này sẽ làm tình trạng da trở nên tệ hơn. Bạn có thể hạn chế nguy cơ này bằng cách bỏ nước vo gạo lần đầu và chỉ dùng nước vo gạo lần thứ hai thôi các bạn nhé. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Qua những kiến thức mà chúng tôi vừa tổng hợp trên thì Sống Ăn Vui mong quý vị và các bạn có thêm kiến thức về nước vo gạo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.